Chị Bảy ơi, chị Bảy, chị Bảy ơi. Trời ơi. Gì hả? Dạ em về rồi. Em về là chạy qua chị liền đó. Vậy hả? Nè, đồ đạc chị nhờ em mua giùm đó. Đây em mua cho chị đó. Trời ơi, phiền tám quá. Phiền gì đâu mà phiền. Em cũng nhờ chị coi giùm em nhà cửa. Nên là bù quá sức lại đi. Có gì đâu, chồm sớm mà. Chị dạ. Đi vắng thì tôi coi giùm nhà thôi. Dạ. Em bao nhiêu tiền cho tôi gửi tiền? Thôi tiền bạc gì, chị coi nhà giùm em mà. Em cũng muốn mua ít quà gửi cho chị. Nhưng mà không biết chị thích gì. Nhưng mà chị thích cái này thì mua cái này cho chị luôn. Thôi thì chồm sớm thì đi vắng thì tôi coi nhà giùm, có gì đâu. Dạ chồm sớm mà. Mình có qua có lợi cho vui nha chị. Cảm ơn dạ. Nha. Dạ thôi em về nha. Dạ chị nhớ không? Có gì mốt cứ kêu em nha không? Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Trời ơi, mỗi lần gửi cái không lấy tiền, mỗi lần gửi cái không lấy tiền. Chị thích à. Tám chục. Hấu hồn mừng quá. Chị Bảy, có chuyện gì hả chị? Trời, chị chưa đi mừng ghê luôn, qua kịp nè. Dạ dạ. Qua nhờ mua ít đồ. Vậy hả chị? Nhiều không chị, nhiều không? Không có nhiều hết á, có nhiều ghê trong đây nè. Dạ dạ. Chà, lần này chị mua nhiều dữ vậy đó hả? Còn muốn mua nhiều nữa mà dạ. Ngại chị xách nặng. Nên cứ ghi có nhiều đây thôi, đợt sau nhờ tiếp. À, dạ dạ, dạ thôi được rồi, để em mua này cho chị ha. Rồi cảm ơn nhiều nha. Sẵn em cho em gửi nhà. Rồi rồi yên tâm. Chị canh nhà cho tứ cây cho yên tâm đi đi. Được rồi, canh nhà được, không cần tứ cây đâu cực chị. Thôi thôi em đi nha, để trễ giờ. Rồi cảm ơn nha. Dạ dạ chị. Trời ơi. Có qua có lại chứ. Mua đồ giùm tôi thì tôi cũng coi nhà, tôi cũng tưới cây, chứ đâu phải ở không luôn nè. Bà nói bữa nay bà về mà sao không thấy về ta? Coi ở nhà giùm mấy bữa rồi đó, không biết có mua đúng cái đồ đạc mà tôi gửi không biết. Thiệt tình đó, nhờ bà hoài bà không lấy tiền, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đỡ tốn đồng nào hay đồng đó. Ai ai da trời. Ủa tám dạ, gì dạ. Hả trời ơi, xách cái gì mà nặng dữ vậy, để tôi phụ. Trời dạ, chị. Trời cái ơi. Gì mà nặng quá vậy chị? Đồ của chị đó. Ý mẹ ơi, mình đồ tôi không hả? Tại vì mỹ phẩm rồi giày dép đồ đó chị, áo đầm nữa, cái áo đầm dài gì nữa nè, nó hơi nặng. Tuyệt tình mới tính gửi thêm mà sợ nặng á, biết là nặng nên á gửi như đây thôi, đợt sau gửi tiếp. Vậy là chị tính gửi thêm nữa đó hả? Rồi rồi, bữa giờ tôi canh nhà cẩn thận lắm. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Tôi dạ. Đi về. Dạ cảm ơn chị. Nha chị. Thôi không sao, chị bưng về đi. Rồi ngày mai qua đưa tiền cho em cũng được. Tiền gì? Dạ tiền đồ này nè nó. Là sao? Dạ, ủa hai triệu mấy gì? Mua dưỡng da nè, phấn trang điểm, son môi, rồi và dầu tắm, rồi chị ngộ chị tắm áo và dép. Cái gì mà lấy tiền? Chị giỡn hoài à. Mấy bữa tôi gửi chị mua có bao giờ chị về chị lấy tiền của tôi đâu. Dạ chị, tại mấy lần trước á nó cũng nhỏ quá đi, nó không có nhiêu hết. Còn này nó lên tới triệu rồi, nó tới 2 triệu mấy rồi. Thôi lấy cho nó có qua có lại. Trời ơi chị mắc cười ghê chị. Thì lấy tiền thì lấy luôn đi. Mấy lần trước không lấy, tự nhiên cái lần này tôi ỷ y chị cũng không lấy, tôi mới gửi nhiều như vậy chứ. Ý tôi nói là như vậy nè, hàng xóm láng giềng có qua có lại đúng không? Dạ đúng. Thì á, chị đi mua đồ giùm tôi, rồi tôi coi nhà, tôi bảo vệ nhà cửa cho chị. Chị á, người có công, người có của, có gì đâu mà chị lấy tiền của tôi. Không có, thì lần trước là vậy nên là tôi mua quà cho chị đó. Tôi tỏ cái lòng cảm ơn với chị rồi. Nhưng mà cái lần này nó nhiều quá, chị biết không, tôi buôn bán đâu có nhiêu đâu. Nên là lần này là phải lấy. Trời ơi, tôi không ngờ con người chị keo kiệt như vậy luôn á chị Tám à. Trời đất ơi, tự nhiên sao chị nói tôi keo kiệt. Tôi mua quà cho chị, tôi mua đồ giùm cho chị là tôi lấy tiền thôi, chứ có gì đâu mà ấy. Chẳng thà lúc nào chị cũng lấy tiền đi. Tự nhiên mấy bữa không lấy tiền, cái bữa nay lấy tiền. Con người chị sao mà trở mặt quá vậy? Trời đất ơi, cái gì mà trở mặt, tôi mua tôi lấy tiền chứ mắc
chị trở mặt lần trước tôi không lấy là bởi vì tôi quý chị, tôi muốn tặng cho chị món quà đó. Còn bây giờ phải lấy chứ, cái tiền lần trước nó ít quá, còn cái này nó lên 2 triệu mấy. Chị nghĩ sao mà tôi đủ tiền mà tôi mua cứ như vậy hoài, làm sao tôi mua nổi. Tôi mà biết chị lấy tiền vậy tôi đâu có gửi nhiều vậy đó. Thì ra là chị có ý đồ lợi dụng tôi hả? Chứ sao sao chị biết hay như vậy? Thì ra là đúng rồi. Chị, tôi với chị là chị em chồm số mà chị đối xử với tôi. Hai chị tập xong ca sao thấy nghe khí thế quá vậy? Anh Tư coi đó. Vụ gì? Chị mua đồ giùm cho chị. Rồi hả chị bây giờ lấy tiền cái chị nói ngồi cần. Con người ích kỷ, chị nói ích kỷ keo kiệt. Tôi hỏi nè, hàng xóm láng giềng à, gửi mua cái chút đồ à, mà tính tiền này tính tiền kia là sao? Trời tôi ơi, cũng có nhà giùm chị vậy, đúng không? Cũng bỏ cái công ra vậy. Thôi chị Bảy, tôi thấy kỳ nha. Có gì đâu cái kỳ. Này chị gửi đồ cho chị Tám mua thì chị Tám lấy tiền là cái lẽ bình thường thôi, có gì đâu. Anh không hiểu cái gì hết nên anh nói như vậy. Sao không hiểu? Mấy lần trước tôi gửi chị đâu có lấy tiền đâu. Thì tôi nghĩ là lần này cũng vậy nên tôi mới gửi tiếp. Không, nhưng mà mấy lần trước chị gửi là thật sự nó không có tới tiền triệu. Nhưng mà bây giờ rồi mỗi ngày chị gửi mỗi nhiều. Bây giờ lên tới 2 triệu mấy thì để tôi. Dạ. Cái vụ này hôm nay tôi có nghe chị Tám tâm sự mấy lần rồi. Trời ơi, có tâm sự với nhau hả? À, nói gì vậy? Nói là chị Tám đi buôn ở trên thành phố thì 2-3 ngày mới về. Có nào ngay có nhờ chị qua coi nhà giùm đó. Mấy lần trước chị về cũng có tặng quà lại, giống như thay lời cảm ơn vậy đó. Thì tôi có gửi đồ xong rồi tôi nói tiền nhiêu thanh toán mà chị không có lấy đó. Thì tôi cứ nghĩ cái lần này cũng vậy. Chị thay lời cảm ơn mà còn chị không nghĩ vậy. Chị càng ngày chị càng lợi dụng người ta, chị gửi càng nhiều lên cho nên buộc lòng chị Tám phải lấy. Không phải, cái tính tôi nghĩ là người có công người có của, thì tôi coi nhà giùm thì hàng xóm láng giềng, coi nhà giùm thì chỉ mua đồ chứ cho tôi có gì đâu. Chị nói vậy sao được? Hàng xóm láng giềng ông bà mình nói rồi, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn là có tôi. Ông anh coi nhà hả? Chị coi nhà giùm ta là chuyện lẽ thường, chị còn tính toán đó là sao được? Mà chị biết không, tôi nhờ chị coi nhà tôi cũng có gửi quà cho chị, cũng thay lời cảm ơn của tôi thật sự. Nhưng mà thật sự lần này cái quà này nó nhiều quá, chị nhìn đi, là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, rồi xà bông tắm, tất cả cái gì chị cũng muốn mua hàng của lợi tốt nên là đâu có chịu nổi đâu. Tôi buôn bán có nhiêu tiền đâu. Công nhận như vậy bãi, hồi học chung lớp bà toán bà học dở lắm, 3 điểm còn bà ra ngoài đời bà tính tới 9 điểm luôn rồi, bà ghê thiệt chứ. Tôi thì mấy lần trước tôi có ý là trả tiền lại. Nhưng mà chị Tám cứ nói là không có nhiều, chồm sớm láng giềng không có lấy tiền. Cái tự nhiên tạo cho tôi cái thói quen là thôi gửi đi, gửi mua đi, rồi chị Tám không lấy tiền. Cái thói quen đó lặp đi lặp lại làm cho tôi nghĩ là cái đó không nhiều, mua giùm chứ có gì đâu. Nên lần này tôi cũng vậy. Xong tự nhiên giờ phân tích suy nghĩ kỹ thấy tôi lợi dụng đúng không? Nói câu đó nè. Nói chung là chị cũng đừng tạo điều kiện cho người khác lợi dụng mình, hiểu chưa? Không, chị nói ra thì tôi cũng hiểu một phần là cũng lỗi tại tôi. Tại vì ban đầu tôi cũng không rõ ràng cái nào ra cái đó. Tự đó. Nhiên tôi làm vậy đâm ra chị nghĩ nó là vậy. Thì đó dạ. Thì tôi nói là cái nào gửi gửi, cái nào tặng tặng, đúng không? Cứ gửi xong rồi tặng, cứ gửi xong rồi tặng, xong tôi cứ nghĩ là gửi là tặng nữa. Đợt sau tôi tính gửi nhiều hơn. Không có thôi, bây giờ tôi hiểu rồi. Thiệt tình á, bụng tôi cũng nghĩ là hàng xóm láng giềng với nhau mấy cái này không có chấp nhất. Chứ không phải tôi tham lam gì đâu. Thôi bây giờ chị cộng hết mấy cái tiền hồi đó giờ tôi nhờ mua quá tôi trả cho. Không chị, hai lần trước thật sự là tôi muốn tặng chị thiệt lòng. Còn cái này thôi chị cho tôi lấy ha, lấy cái này thôi. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Giống nít lớp 3 ghê. Cái gì đâu, có cái nhánh cây đâu anh làm quá vậy anh bậy.